Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Chi Na đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bạn trai của Thích Chi Na lên thỉnh Pháp Sư nha. Chi Na còn đó không? Được không Chi Na? Alo. Rồi mời Chi Na nha. Nam mô tha sa pha ca va tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ca va tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Nam mô tha sa pha ca va tu a ra ha tu sam ma sam phu tha sa. Brahma chaloka thibati sahampati khatan chaliyan thiwarang ayajata santi thasantam parajam khajatika dese tu thammam anukam pimam pacham santhamma pelin vinayan chakayan suntan chapanthang abhitham machamman akutayantu chatusan chadandang pamputhanayen parisayamanjen. Phạm thiên vận mùi khẳng khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng ý hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lọc giả ngài dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa âm vỗ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân thơ cớ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính cung tỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúng quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng đức đến thầy. Nam mô Bụt Thà nhé. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tam Ma dạ, Nam mô Sang Thầy dạ. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Phụng Linh. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học về Thập Nhị Âm Dương ha. Dạ, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamma Tulang Sasathamma Ganuttamang Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tam Ma dạ, Nam mô Sang Thầy. Dạ, kính thưa cha chư tôn đức cùng tất cả quý vị. Rồi hôm nay chương trình mình cũng như thường lệ ha, đọc Bali trước và sau đó tỉnh một vị đọc cái bài tuần trước. Rồi chúng ta đi vào bài học.
Hoàng xin mời tất cả. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin đọc phần Bali hôm nay ạ. Đoạn 3. Tát tha tay yo ác tha đoa đa sang gà ni quỳ sa ta ca ra ti san thi cha tu sang khe bồ tì ni quách ta ni đuệ mù là ni cha quề đi tắp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố. 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Ca thang á quýt cha sang khá ra á thị tô á thà cha tí cha ra ma ra nặng á nà gáp tô á thà mắt chê á thà bắt chúc bánh nê thà tí ta vô ách thà. Như thế nào vô minh và hạnh thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tam chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara viññanang namarupang salayatanang phát sô quê đá na tăng hà u ba đa năng phá vô cha tí cha ra ma ra nàn tí đoà đá sang gà ni sô ca tí quá cha năng ba nét tha nít sang đá phá la ni đá sa năng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta thán vân vân là hậu quả của sanh. Vậy con đã đọc xong. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cảm ơn thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầya. Dạ, con xin nhường mic. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính đảnh lễ thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Cha sang kha rắc nê bù bà đà nà na phao đi gần ti ta thả tần hồ bà đà na phao qua hai quý trà sằng khà ra ta ra ma ta hà nà đi pha la bành chắc ca mề qua ga hi tần ti cắt tòa. Nơi đây khi đề cập anh và hành thì bà hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu và hành cũng được bao hàm trong đó. Đề cập lạc và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati tề hề ta vô bà y đành chắc càng thành chặn chắc cần ti quỷ sát tà ra ti sẵn thi cha tu sẵn khề bác
dạy. Như vậy có 5 về quá khứ, 2 năm quả tại, 3 năm nhân trong hiện tại và 4 năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách liên hệ và 4 phương hạng. Dạ con đã đọc bài, dạ tri ân thầy, dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bút bài. Thân mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc bài. Đoạn 5. Avijja tanhu pada nacha kile sawattang kammavava sankhato phawe kadeso sankhara chakham mawattang upapatti phawa sankhato phawe kadeso awasesa cha vipaka watang ti ti ni watani avijja tanha wasena dwe mulani cha we ditappani. Ba luân chuyển là: một, vô minh, ái và thù thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm; hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại; phá hóa là vòng quanh của nghiệp; ba, phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân: một, tê sa mê quá cha mù la năng ni rô thê na ni rút cha ti cha ra marana mút cha ya pi li ta na ma phình ha sô a sa hoa năng sa múp pa đa a quýt cha cha ta quát ta ti hai, quát ta ma bành tha mít chê quăng tê phù ma ca ma na đi căng ba tích cha sa múp pa đồ ti bát tháp hề si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sinh. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 3. Tất thát ta dù áp thà đà đá sàng gà ní vì sa ta cà ra tí sàn thí cha tu sàn khề bồ tì ní quát tà ní đề mù là ní cha về đi tắt bà ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thần avijja sankhara atito appaja tí cha đà ma ra nằng anagato appa macche appa tách chúc tàn nề appa tí ta dồ appa. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara viññāna na marūpaṃ salayato na passo vedanā taṃ ha upādānaṃ pavocati
cha ra ma ra nàn tí đoà đá sẵn gà ní sô cà đi quá cha nàng ta nét thá ní sàn đá phá lá ní đà sa nàng vô minh hành thiện và bất thiện tái sanh danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ hữu sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy kinh. Cảm ơn chị Nhật Bình đã post bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài trí thức và quý bà quý cô tu nữ và quý sư. Con kính chào thầy kinh và đạo tràng, con xin phép được đọc bài trọn 4. Avijja sankhara gahanena panettha tahu pada padana phava pigan pigahita phavanti tantha tahu padana phavaka hanena cha avijja sankhara chati cha la marana ghe ha nề na chắc quyền nhà na tiếp phát lắp phần chắc khắc mề quá ca hi tàn tí khắc tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thấy ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta u pan cha ita ni pha la pan cha cần ita ni he ta u pan cha a ya tin pha la pan cha cần ti vi sa ta ka ra ti san thi chat tu san khe pa chấp pháp hòa quát hoàn tiết. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại và ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, sa sư con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con, như con xin kính đảnh lễ ngày trí đức, con xin kính lễ thầy kinh và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không thấy ai giơ tay thì con leo lên luôn ạ. Đoạn 5. Avijja tanhu badana chakile sawattang kammapphava sankhato phá về các sê đồ sankhara cha cầm má quách tăng u bá bát tí phá quá sankhato phá về cá đề sô á quá sê sa cha quý bà cá quách tăng tí tì ní quách tà ní á quýt cha tăng hà quá sê ná đuê mù là ní cha về đi tắp bà ní. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành, phá quá, hữu, biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh, thiện và bất thiện trong hiện tại, phá quá, là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành, hữu, được biết là kiếp sống, ú bắp bắt, tí phá quá, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tê xá mê quá chá mù là năng ní rô thề ná ní rút chá tí chà rà má rá ná múc chà giá bí lý tà ná má phình há sô à xá hoa năng xá múc bà đà á quýt chà chá bá quá tá tí. Hai, Vata ma bành tha mít chê hoàng
tề phù má cá má nà đi cằn bá thích cha sám múc bà đồ tí bát tháp bề xí má hà mu ní. Tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy phát sanh. Dạ, con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp. Con xin tri ân cô Nhật Quỳnh đã bối bài. Con tri ân thầy. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính lễ với bà quý cô trung nữ trong đạo tràng. Con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Và con xin đọc bài học hôm nay ạ. B đoạn 3. Tát thá tá yô át thà đồ sa đồ sa sang gà ni vi sa ta ca ra thi san thi cha tu sang khe bồ tì ni quát tà ni đuề mù là ni cha quê đi tóc bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm bốn nhóm, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, ba vòng quanh và hai nhân. Các thầm Avijja sankhara atito attha jati chara maranam anagato attha macche attha bhakkhuk banne attha titayo attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja sankhara vinyanang namarupang salayatanang phaso vedana tanha upadanang phavo jati chara maranang titua de sangha nisoka divacanang anattha Nisan da phani nis da sa năng, vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc thọ, ái hữu, ái thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, tán thán vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. Con kính tri ân thầy kinh và con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn đạo tràng nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời đạo tràng đó là Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính chào thầy, kính chào đạo tràng. Con xin được đọc kế tiếp ạ. Đoạn 4. Avijja sankhara gahane na panetta tanhu badana phava pigahita phavanti tatha tanhu badana phavagya hane na cha avijja sankhara jati chara mara na gaha ha nề na cha viền nhà nà điệp pha lập bằng cha cá mề qua ha ga hi tàn ti cát tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó.
a tỳ tề hề ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha cần đà ni hề ta vô bành cha a gia tình pha la bành cha cần ti vì sa ta ca ra ti sàn đi cha tu sàn khề bà cha pha vành ti. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ, và số 2 năm quả thuộc hiện tại, thứ 3 năm nhân thuộc hiện tại và năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin kính tri ân đạo tràng, kính tri ân thầy, kính tri ân sư Trí Đức. Con xin được xuống mít, xin nhường quý vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Dạ, con cảm ơn Cô Nhật Hoàng ạ. Đoạn 5. Awitra Tan Hu Bà Đà Na Cha Ki Lê Sa Wat Tăng Kamma pha quá sanh khả tổ pha huệ ca đề số sanh khả ra chớ kamma quá tăng upapati pha hoàn khả tổ pha huệ ca đề số awase sa chớ vi ba ca quá tăng ti tì ni quá ta ni awitra tăng hà quá se na đề mù la ni chớ huệ đi tắp ba ni. Ba luân chuyển là một vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới, upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tề sa mê quá cha mù là nàng ni rô thề ná ni rô trá tí. Chà ra má ra ná múc chà giá. Bì lý tà ná má phìn hát sô. À sao hòa năng xóa múc bà đà ở quýt trà chá bá quát tá tí. Hai, quát tá mà bành thá mít trì hoàng tê phù má cá. Má nà đi cằn, bá tích chá xóa múc bà đồ tí bát thá bề xí má hà mú ní. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt, vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng danh của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ, con kính tri ân cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic. Con kính nhường mic lại cho đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, không thấy bàn tay vị nào nên con xin phép được đọc bài ạ. Dạ, kính mời vị nào chưa đọc bài, kính mời bàn tay. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Trang Si mới vào đạo tràng. Nếu có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì xin đưa bàn tay ạ. B, đoạn 3. Tát tát tay dơ át tha. Đò ra sành gà ni quỳ. Quỳ sát tà ca ra ni sành thi. Chá tu sành khê bồ. Tì ni quát tà ni. Rê mù là ni cha quê. Đi tắp bà ni. Nơi đây, đó là định lực tùy thuộc. Phát sanh nên hiểu rằng có 3 thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cảm ơn Châu Nguyễn. Ca thằng Awit cha san kha ra ati to at tha cha ti cha ra bara nang anagato at tha mat che at tha bat chup ban ne at tha ni tay yo at tha. Thế nào? Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có 3 thời kỳ. Dạ, cảm ơn nhà Châu Nguyễn. Avijja sankhara vijnana nama rupang salaya tanang phaso de quê đa na tanh ha u ba đa năng pha vô cha ti cha ra ma ra nan ti đo ra sanh ga ni so ca di quá chất năng anet thanh ni sanh đập a sanh đa ha. Dạ, cho con đọc lại chỗ này. Ni sanh đa pha la ni đa sanh năng vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn, ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, đoạn mà đến đây là hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và kính cảm ơn thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhật Quỳnh không thấy bàn tay của vị nào nữa. Nhật Quỳnh kính mời thầy kinh dự họp chương trình ạ. Dạ, kính mời thầy kinh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Mai Dạ. Nam mô Sư Mai Dạ. Còn ai nữa không? Alo. Quý vị ơi, lên mau, ẻo mất phước. Ai muốn lên đọc nữa không? Không đọc là mất phước đó nha. Rồi, không ai đọc không? Rồi, mời một vị nào đó lên đọc cái bài từ rồi ha, để mình vô mạc luôn. Rồi, mời ai nó tình nguyện cho tại ha. Rồi, mời mình nhìn. Dạ, con xin đọc bài cuối tuần vừa rồi ạ. Bốn La Mã, danh sắc duyên lục nhập, Namarubha Paccaya Salayatana. Thế
hình như nó bị nhảy á Châu ơi, nó không có thấy. Hình như em phải post hai cái thì mới thấy được. Sáu nhập sanh khởi do duyên từ danh sắc. Một, nhãn nhập. Hai, nhĩ nhập. Ba, tỷ nhập. Bốn, thiệt nhập. Năm, thân nhập. Sáu là ý nhập. Sáu nội xứ Achatika Yatana. Một, nhãn xứ Chakupasa Yatana. Mắt hay là thần kinh nhãn, giác quan nhìn cảnh sắc. Hai, nhĩ xứ Sota Yatana là tai hay thần kinh nhĩ, giác quan nghe tiếng. Ba, tỷ xứ Khana Yatana là mũi hay thần kinh tỷ, giác quan ngửi mùi. Bốn, thiệt xứ Chiuha Yatana là lưỡi hay thần kinh thiệt, giác quan nếm vị. Năm, thần xứ Kaya Yatana là thần kinh thân, giác quan xúc chạm vật thể. Sáu, ý xứ Mana Yatana là tâm thức, giác quan suy nghĩ, nhận thức. Năm xứ, năm nhập đầu chính là năm sắc thần kinh. Ý xứ là ý nhập. Bao gồm 32 tâm quả hiệp thế, tức là 15 tâm quả vô nhân, cộng với 8 tâm đại quả dục giới tịnh hảo, cộng với 5 tâm quả sắc giới, và cộng với 4 tâm quả vô sắc giới. Danh duyên, cõi vô sắc, danh duyên với ý xứ. Cõi vô tưởng, không có 6 nhập, 6 xứ. Cõi sắc giới hữu tưởng, nhãn, nhĩ và ý xứ chính là tâm. Ý vật mới là chỗ để tâm nương. Cõi dục dứt, danh duyên sáu xứ nhưng đôi khi bị khiếm khuyết thì trừ ra. Ba cõi khổ là ngạ quỷ, Atula, địa ngục thì có đủ sáu xứ. Năm La Mã, lục nhập duyên xúc, Sala Yatana Bacchaya Phasa. Do có sáu nội nhập, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tiếp xúc với sáu ngoại xứ duyên cho xúc. Nội ngoại xúc, sắc xúc, nhãn nhập, duyên, sắc xúc cộng với nhãn nhập, duyên nhãn xúc. Thinh xúc, cộng với nhĩ nhập, duyên nhĩ xúc. Khí xúc, cộng với tỷ nhập, duyên tỷ xúc. Vị xúc, cộng với thiệt nhập, duyên thiệt xúc. Đất lửa gió cộng với thân nhập, duyên thân xúc. Pháp xúc cộng với ý nhập, duyên ý xúc. Xúc do sáu nội ngoại xúc tạo, có sáu. Một nhãn xúc,
Tâm sở xuất đồng sanh trong cặp nhãn thức. Tâm sở là tâm sở xuất, cộng với tâm là tâm nhãn thức, thiện hoặc bất thiện. Hai, nhĩ xuất là tâm sở xuất đồng sanh trong cặp nhĩ thức. Ba, tỷ xuất là tâm sở xuất đồng sanh trong cặp tỷ thức. Bốn, thiệt xuất là tâm sở xuất đồng sanh trong cặp thiệt thức. Năm, là thân xuất, tâm sở xuất đồng sanh trong cặp thân thức. 6. Ý xuất là tâm sở xuất đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế, tức là 32 tâm quả hiệp thế cộng trừ với cặp ngũ song thức. Thiền vô sắc thì có ý xuất. Phạm thiền sắc giới hữu tưởng thì có nhãn, nhĩ và ý xuất. Phạm thiền vô thì không có xuất. Chúng sanh cõi dục giới thì có 6 xuất tùy theo. Chúng sanh địa ngục ngạ quỷ Atula thì có đủ 6 xuất. Và con đã đọc bài xong, Nguyên Như con xin kính dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Xa hữu. Cảm ơn Nguyên Như. Như vậy là hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Để coi lại cái rồi, giờ tới số 4, xúc duyên thọ. Phát xa mắt cho già quê đó nè. Số 4 là, ý số 6 vậy bọn, coi đi. Số 6 là mãi, xúc duyên thọ. Xúc phát xa bắt tới già quê đó nè, xúc duyên cho thọ. Do duyên sáu xúc trên tâm sở xúc hợp trong 32 tâm quả hiệp thế. Thế duyên cho sáu thọ sanh. Ghi là nguyên câu cho nó đầy đủ hơn. Tức là do duyên của sáu xúc trên, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, tức là lấy tâm sở xúc trong 32 tâm quả thế, trong tất cả 32 tâm quả thế, nó làm duyên cho sáu thọ nó phát sanh. Tức là xúc có mặt thì thọ sẽ là xúc thọ phát sanh. Thì trong vi pháp chúng ta học tâm sở xúc tâm sở thọ nó là thuộc về tâm sở biến hành, là luôn luôn có mặt cùng lúc ha. Thì vậy xúc có mặt thì thọ có mặt, thì do duyên sáu xúc thì sáu thọ phát sinh. Rồi xuống dòng, thọ do sáu xúc duyên, thọ do sáu xúc duyên sinh, có sáu hai chấm.
có do sáu xúc duyên sanh, có sáu hai chấm. Chưa ghi kịch chưa vậy? Hello. Rồi bây giờ ai lên tình nguyện giơ tay trình trình bày cái sáu xúc duyên sáu thọ là gì? Sáu thọ gì đây? Rồi, mời ai giơ tay tình nguyện coi. Còn mấy ta, chúng ta cho bông hồng giơ tay nói luôn đi chứ. Sáu xúc duyên cho sáu thọ. Sáu là gì? Alo. Đọc não lên. À, kính lễ sư từ Đức mới vào luôn. Còn mấy ta đâu rồi? Im ru rồi. Nguyễn Như. Alo, còn nghe không? Alo, có ai nghe không? Yêu tới rồi nhập ngũ thiền hết trơn. Nhập ngũ thiền á. Châu Nguyễn. Rồi, cái dung tình nguyện ha, giơ tay xà thử. Dạ, Nam Mô Bức Tha dạ. Dạ. Con xin nói sáu xúc duyên sáu thọ, có ở đây có nghĩa là từ nhãn xúc thì duyên cho nhãn thọ, và từ nhĩ xúc thì duyên cho nhĩ thọ, từ tỷ xúc thì duyên cho tỷ thọ, từ thiệt xúc thì duyên cho thiệt thọ, từ thân xúc thì duyên cho thân thọ, từ ý xúc thì duyên cho ý thọ. Dạ, đó là xúc duyên cho thọ ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con cũng không biết như vậy có đủ ý chưa thưa thầy. Dạ, có gì xin thầy bổ sung thêm. Con kính tri ân thầy. Đây, xà thử ha, chính xác ha. Sao? Nhưng mà giờ kể chi tiết. Ai lên kể chi tiết đây. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Nhãn thọ là cái gì? Nhãn thọ như thế nào gọi là nhãn thọ? Giống như nhãn xúc vậy đó, giống như bài mình mới đọc nãy vậy đó, giờ tới nhãn thọ. Ai lên? Rù đừng. Đấy, đọc xong cái kia là giờ xuống đây cái. Rồi, mời. Dạ thưa thầy, ý thầy nói là nhãn thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức phải không thầy? Rồi nhĩ thọ là tâm sở thọ nó hợp ở trong cặp nhĩ thức. Còn tỷ thọ là tâm sở thọ nó hợp trong cặp tỷ thức. Thiệt thọ là tâm sở thọ hợp ở trong cặp thiệt thức. Rồi thân thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp thân thức. Rồi cuối cùng là ý thọ, nó chính là tâm sở thọ. À, cái thằng này thì nó là tức là 32 cái tâm mà nó trừ 10 cái tâm ngũ song thức, nó còn 22 phải không vậy thầy? Dạ, Nguyên Như xin xuống rồi. Rồi, xa lắm. Và 22 tâm quả hiệp thế, trừ 10 cái ngũ song thức ra. Ngũ thức mình mới gì kể xong thì ha. Rồi, như vậy là giờ ghi ra ha. Thư ký ghi ra nhãn thọ hai chấm là tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức, nhĩ thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp nhĩ thức, tỷ thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp tỷ thức, thiệt thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp thiệt thức, thân thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp thân thức, ý thọ có cái này để ý không? Ý thọ là tâm sở thọ hợp trong 22 tâm quả hợp thế, trừ ngũ song thức ra, từ năm cái mình mới vừa có rồi đó, rồi từ năm nó ra, thì đó là ý thọ.
Bây giờ hiểu không ạ? À? Alo, hiểu cho này không? Thì dễ đó, nó có thể nhãn nhĩ tỷ thiệt thân địa tâm sở thọ nó hợp với là những cái loại tâm đó. Nay tôi ký chậm rồi ta, tôi ký chắc mới ngủ dậy còn còn ngáy ngủ rồi. Nhị để thiệt thân ý. Rồi, như vậy là chúng ta có được là từ nhãn, từ xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, vị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, duyên qua và nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Tức là sáu xúc duyên cho sáu thọ. Rồi, ok. Rồi, quý cô chắc kịp chưa? Quý cô, quý ông chắc kịp chưa? Alo. Được chưa? Chưa kịp chưa? Đi tiếp nha. Cô Nhật Quỳnh đó rồi. Cô Mét Ta rồi. Chưa kịp chưa? Chưa? Alo. Đi blue rồi. Rồi. Xong ha, chép xong chưa? Chép xong ha. Rồi, bây giờ sự tương quan giữa sáu thọ hai chấm. Sự tương quan giữa sáu thọ. Sự tương quan giữa sáu họ trong dòng ngũ song thức, ngũ song thức hai trăm. Năm cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thọ, năm cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thọ hai chấm. Rồi bây giờ sự tương quan giữa sáu thọ ha. Bây giờ ngũ song thức mình lấy ra nói trước, tức là năm cặp thức này là nhãn, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, năm cái cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cái thọ thọ này, năm cái cặp nhãn ngũ song thức nó có thọ trong đó đó. Thì nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ nó tương quan với lại thọ gì?
Ai biết lên nói rồi nhờ, ai tình nguyện lên rồi. Rồi, mời Nguyễn Nhi. Dạ thưa thầy, thì trong năm đó thì em thấy ra là bốn cái cặp đầu, tức là nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt á, thì nó chỉ có thọ xả mà thôi. Trong khi cái cặp thân thọ thì nó có hai loại thọ là thọ khổ và thọ lạc thưa thầy. Dạ em xin xuống ạ. Xà thú, xà thú, chính xác ha. Cho bông nếu vậy, tặng bông quý vị ơi. Nguyên Như này giỏi quá. Nguyên Như này siêu sao ha. Xà thú, xà thú. Rồi, như vậy năm cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thọ, bốn cặp đầu chỉ là thọ xả. Mình ghi bốn cặp đầu chỉ là thọ xả. Bởi vì nhãn thức là thọ xả, nhĩ thức thọ xả, xả. Tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả. Thì bốn cái cặp đầu này đó là thuộc về thọ xả. Đúng chưa? Rồi ghi ra bốn cặp đầu chỉ là thọ xả. Thân thọ thì có hai. Thân thọ thì có hai. Là hai chấm. Một thọ khổ và một thọ lạc. Thân thọ thì có hai là một thọ khổ và một là thọ lạc. Rồi, quý vị chắc kịp chưa? Alo. Rồi, bây giờ mời một người nào đó lên tụng một hơi 10 cái nhẫn, 10 cái song thức này coi. Cặp năm cặp thức này coi, ai lên tình nguyện lên làm một hơi một coi. Mời cô nào? Kim Dung, rồi, mời Kim Dung lên tình nguyện đi. Đọc đủ song thức coi. Dễ quá ha. Rồi, mời cô. Dạ, con thưa thầy, ngũ song thức gồm có nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện như vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Dạ thưa thầy, đó là 10 tâm trong ngũ song thức ạ. Xà thứ xà xém rớt xém lộn cái mà khẩn qua được xà. Rồi đó là cả mười cái thức ha, xém chết. Rồi bây giờ tới nãy cũng xong thức quá không, và bây giờ tới ý thọ hai chấm. Em biết hay ý thọ hai chấm. Dòng riêng ý thọ thì có hai là riêng ý thọ thì có là thỉ và xả. Thỉ và xả mở ngoặc 22 tâm quả như thế, đóng ngoặc lại. Rồi, tức là cặp ngũ song thức ở đây là có rồi ha, trừ ra 10 ha, còn là 22. Rồi, ý thọ thì nó chỉ có thọ hỷ với thọ xả thôi. À, nó không có thọ khổ, thọ lạc. Không có thọ, nó chỉ có hỷ, xả, ý thọ ha, là những cái tâm quả như thế. Có gì lắm được không? Alo. 22 tâm quả hiệp thế rồi. Ai lên nói kể là dùm 22 tâm quả hiệp thế nè, coi, alo. Ai lên giơ tay, xin mời cô Hồng Mai coi, nó mất tiêu rồi, lâu quá không nghe tiếng tâm rồi. Cô Hồng Mai đâu rồi?
Hỏi thuận hai là đọc trình bày bình thường thôi. 22 tâm quả thì thế. Hồng Mai đâu rồi? Cô Hồng Mai trốn đâu rồi? Cô Mét Ba, cô Mét Ba lên được không? 22 tâm quả thì thế. Hồng Mai trốn rồi. Học rồi giờ ôn lại cái quên đây đó. Cô Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn, Christina, Dương Nhật Hạ, Hà, nhiều quá rồi sao không biết ra này. Cô Nancy đấy, Nancy nãy giờ vô rồi em ru ha. Rồi mời Nguyễn Nhi. Dạ thưa thầy, nó gồm có hai cái tâm ở trong cái quả bất thiện là tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện, rồi tâm quán sát thọ xả quả bất thiện là hai, rồi trong cái tâm quả thiện của vô nhân thì gồm có ba tâm, ở trong đó là tâm tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân và tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, thì cộng mấy cái đó lại thì con có năm. Rồi có thêm 8 tâm quả đại thiện và 9 tâm quả đấu đại nữa. 8 với 9 là 17, cộng với 5 là 22 thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. À. Ơi, xà thấu, xà thấu ha. Mình như giỏi ha, cái này giỏi dữ ha. Rồi, tặng bông, giỏi là tặng bông. Rồi, đó là 22 tâm quả hiệp thế ha. Cái gì nhớ lại nha, nhớ học, ôn lại hoài cho nhớ ha. Thôi hỏi tới quá trên học xong 5 năm xong cái buông ra cái quên học lại từ đầu nữa. học hoài xong. cô Mét Ba nhớ chưa? Cô Mét Ba, cô Dịch Quỳnh nhớ chưa? Alo, cô Mét Ba đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy cô nói chuyện, cô im ru rồi. Cô Dịch Quỳnh đâu rồi? Alo. Cô Mét Ba, cô Dịch Quỳnh sao nay sao mà quên bài hết rồi. Rồi thôi không có mặt rồi là tiếp nha. Rồi sáu thọ có mặt trong các cõi hai chấm. Sáu thọ có mặt trong các cõi. Sáu thọ có mặt trong các cõi. Rồi xin dòng cõi vô sắc hai chấm. Cõi vô sắc. Rồi, theo như quý vị, cõi vô sắc thì có được bao nhiêu thọ? Bao nhiêu, trong sáu thọ nó có được bao nhiêu? Hello. Một là gì? Một là gì? Một, ai biết một là gì vậy? Ý thọ, đúng rồi, chính xác, chứ không phải thọ xả nha Thiền Vũ. Ý thọ nha, thọ xả là khác, còn này là xả thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Vì như vậy cõi vô sắc nó chỉ có ý thọ thôi, bởi vì nó vô sắc là nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thành ra chỉ có ý thọ. Cõi vô sắc có một là ý thọ. Chúng dòng cõi sắc hữu tưởng. Cõi sắc hữu tưởng hai chấm.
Rồi, bây giờ gọi sắc hữu tưởng này có nhiêu đây? Có ba nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ, xà thử ha. Chính xác ha. Rồi, xà thử. Gọi sắc hữu tưởng thì chỉ có ba thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ. Bởi vì không có những cái căn kia, không có tỷ thiệt thân, thành ra không có những cái cảm thọ ở đó. Nên là gọi sắc hữu tưởng có ba thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ. Rồi, xuống dòng cõi vô tưởng hai chấm. Cõi vô tưởng tưởng có không? Không có thọ, đúng rồi. Cõi tưởng thì không có thần kinh, không có hệ thần kinh, không có tâm, thành ra không có gì hết, là không có thọ. Cõi vô tưởng là không có thọ. Rồi, xuống dòng cõi dục giới. Cõi dục giới có bao nhiêu thọ? Cõi dục giới có 6. Maximum là 6 thọ. Rồi, chính xác là chỉ có 6 thọ, tùy theo. Lúc mà đầy đủ thì nó đủ, còn nhiều người bị đuôi, bị điếc thì nó bị thiếu những cái thần kinh đó, thì không có những cảm thọ sanh lên đó. À, 16 thọ tùy theo. Rồi, xuống dòng địa ngục ngạ quỷ Atula hai chấm. Địa ngục ngạ quỷ Atula hai chấm có đủ 6 thọ. Địa ngục ngạ quỷ Atula đủ 6 thọ. Rồi, đúng rồi, chính xác ha. Không thiếu thọ nào ha. Nhãn xúc, nhãn thọ, nhĩ xúc, nhĩ thọ, tỷ xúc, tỷ thọ, thiệt xúc, thiệt thọ, thân xúc, thân thọ, ý xúc, ý thọ, ba cái cõi này có đủ ha. Rồi, là có đủ sao thọ và chính xác. Thì như vậy thọ có mặt trong các cõi. Thì chúng ta đang biết mình đang học về nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thì với 6 thọ này thì nó tương ưng với những cái cõi trong cái tam giới. Thì với cõi vô sắc thì nó chỉ có ý thọ thôi, chứ nó không có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nó thuộc về vô sắc, tức là không có sắc, nó chỉ có tâm. Cho nên chỉ có ý thọ. Còn cõi sắc giới hữu tưởng, thì ba thọ. Bởi vì nó có nhãn, nó có nhĩ và nó có ý, thì cho nên chỉ có ba thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ. Riêng cõi vô tưởng là cái cõi mà không có tâm, mà không có thần kinh, hệ thần kinh luôn, thành ra chỉ là giống như búp bê thôi, thì nó không có thọ nào. Còn cõi dục giới thì có đủ 6 thọ, nhưng mà tùy theo. Có nếu mà mình sanh ra đầy đủ lục căn này kia thì nó đầy đủ 6 thọ, còn nếu mà thiếu khiếm khuyết thì mất đi, thiếu nào trừ đó. Còn riêng mà địa ngục ngạ quỷ Atula thì đầy đủ ha, đầy đủ cả 6 để mà thọ hưởng và chịu lãnh những cái quả báo đó. Đang tại địa ngục Atula thì cũng phải có đủ 6 thọ. Rồi, đó là 6 thọ có mặt trong các cõi. Rồi, chúng ta biết nó là duyên như vậy ha. Rồi, 6 thọ với các hạng người. Sáu thọ với các hạng người hai chấm. Người khổ hai chấm. Người khổ hai chấm. Bàn xanh sáu thọ hoặc tùy theo, sanh có 6 thọ hoặc tùy theo.
ngạ quỷ, Atula, địa ngục đủ sáu thọ. Ngạ quỷ, Atula, địa ngục đủ sáu thọ. Rồi, như vậy người khổ thì gồm có bốn loại người ha: bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục là thuộc về hạng người khổ. Nhưng mà riêng bàn sanh thì nó có đủ sáu thọ, những loài thú này nó có đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý ha, thì nó có đủ sáu thọ. Nhưng mà nếu mà bị gì đó thì nó khuyến khích trừ ra. Còn riêng ngạ quỷ, Atula, địa ngục thì nó đầy đủ. Người khổ thì nó có cái khác chỗ cái bàn sanh, khác chỗ đó. Rồi người lạc vô nhân hai chấm, người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân thì sao quý vị? Người lạc vô nhân có bao nhiêu thọ đây? Bao nhiêu cái căn thọ? Có sáu xà thú, nhưng mà còn sao nữa, tùy theo, có sáu mà tùy theo ha, rõ ràng người lạc vô nhân có sáu tùy theo sanh làm người lạc vô nhân. Thì khi nếu mà không bị đuôi, bị mù, bị này cái nọ thì đầy đủ, nhưng mà nếu bị mình trừ ra tùy theo, người lạc vô nhân có sáu tùy theo. Người lạc phàm hữu nhân, người lạc phàm hữu nhân, dị nhân tam nhân, người lạc phàm hữu nhân, dị nhân tam nhân, hay chấm. Cũng vậy ha, cũng đầy đủ sáu thọ hoặc tùy theo. Người lạc phàm hữu nhân, tức là người nhị nhân, người tam nhân đó, đủ sáu thọ hoặc tùy theo. Rồi số 4, người đạo. Người đạo hai chấm. Người đạo thì sao đây quý vị ơi? Người đạo thì sao đây? Người đạo nhung một hà sáu. Rồi quý vị khác sao? Quý như ý một. Còn ai nữa không? Tiền vũ một một, rồi đúng rồi, chữ một thôi. Hà này nói sao tới sao dữ vậy? Người đạo là người khi mà đắc đạo á, có tâm một sắc na tâm sa, một sắc na đạo sanh lên thì được gọi là người đạo. Thì Đức học rồi chắc lộn chưa nhớ này mà. Người đạo là người khi mà chứng đắc đạo quả chỉ có một sắc na tâm sanh lên thôi, thì lúc đó được gọi là người đạo, tức là lúc đó và không có tính mấy căn kia được, mà lúc đó chỉ có cái sắc na đạo sanh là diệt mất liền. Thì như vậy là người đạo chỉ có một là ý thọ, người đạo chỉ có một là ý thọ, được gọi là người đạo là vậy đó. Người đạo là người sơ đạo, vậy đạo tam đạo tứ đạo, tức là chỉ lấy một sắc na đó là nó tính là người đạo, thì có một ý thọ. Rồi mình sửa là ghi thêm số 4 vô đó đi, bốn người đạo cho nó dễ. Để thôi thôi, bốn người đạo. Sơ đạo, gì đạo, tam đạo, tứ đạo, bốn người đạo. Cái gì hiểu chỗ này không ạ? Alo. Cái gì hiểu được ý chỗ này không?
người đạo là người ta chỉ lấy cái sắc na tâm đắc đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì đó được gọi là người đạo, chỉ một sắc na thôi, là mất liền. Cho nên chỉ lấy được có ý thọ thôi. Rồi, số 4 người quả, 2 chấm. 4 người quả. Em kịp hả? Người đạo, tức là ví dụ như giờ cô Hạnh, đắc đạo. Đắc vừa khởi tâm, đắc được cái sơ đạo. Thì cái sắc na tâm sơ đạo sanh lên ngay lúc đó, đó thì được gọi là người đạo, tức là cô Hạnh được gọi là người đạo, nhưng mà chỉ một sắc na nó sanh lên là diệt, nó qua quả. Vì vậy là một sắc na đó là người đạo. Mà người đạo chỉ có một sắc na thì một sắc na đó thì chỉ có ý thôi, chứ nó đâu có những cái thần kinh kia, nó đâu có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, mà lúc đó thì chỉ có ý thọ thôi. Cho nên người đạo gọi là người chỉ đắc cái tính ở trên sắc na đạo, được gọi là người đạo. Cái đó cũng là người đạo, cũng là thời bình dịch chứ đâu có thời nào đâu. Ngay lúc đó, ngay lúc đắc rồi xong rồi thôi là qua người quả rồi. Đạo xong bước vào quả liền, là một sắc na đạo sẽ lên, là hai hoặc ba sắc na quả sanh theo. Tính ngay lúc đắc, đúng rồi, tính ngay lúc đắc là cái sắc na tâm sanh lên thì được gọi là người đó. Điều khởi lên đắc sơ đạo thì gọi là người đạo, khởi lên đắc nhị đạo gọi là người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, tức là người chỉ người đang chứng đắc ở ngay sắc na đạo. Thì lúc đó ta lấy có một là ý thọ thôi, chứ không có nhãn, lúc đó không có nhãn thôi, không có nhãn thọ, không có dính dáng với cái đó ha. Rồi xuống dòng, nắm được ha, cô Hạnh nắm được không? Rồi ha, đơn giản thôi chứ không có gì hết. Rồi bốn người quả, hai chấm. Bốn người quả thì sao đây? Rồi đúng rồi, bốn người quả thì khác nha, đắc quả xong là thành người quả luôn ha. Bây giờ mình đắc sơ quả là mình ra, mình đắc xong ra là mình vẫn là người sơ quả như thường, thì vẫn có đầy đủ sáu là nhãn, là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thì như vậy bốn người quả có đủ, có đủ sáu hoặc là tùy theo, là bốn người quả. Ví dụ như cô Hạnh nếu đắc được Tu Đà Quần quả đạo quả, thì khi đắc quả xong thì thành là bậc thánh, cô có thành là người là Tu Đà Quần quả rồi, là bậc thánh Tu Đà Quần rồi, thì lúc đó là luôn luôn là bậc thánh Tu Đà Quần. Thì trong đời sống là có đủ mắt tai mũi lưỡi thân, hoặc là bị thiếu gì đó khiếm khuyết thì nó tùy theo. Như vậy bốn người quả có đủ, đủ sáu nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ, đầy đủ sáu hoặc tùy. Rồi nắm được hết chưa? Alo quý vị ơi. Đâu sao không? Người bình thường ta bị mù, bị này kia, bị bệnh này kia. Nhiều ông sư mù, ông đắc được A-la-hán như thường. Sao không bị ra được? Nó hiểu không? Là trong đời sống bình thường, bị tai nạn gì đó, cái bị mù hay là bị đuôi, bị điếc thì lúc đó thì vẫn là người tam nhân như thường, chứ đâu phải là trong bẩm sanh đâu. Cho nên hai cái chừng lộn mấy cái này nha, nắm kỹ nha. Thì người sanh là người tam nhân, vẫn là người tam nhân nhưng mà bị mù. Đúng rồi, ông nó bị mù á. Mù sau khi đó thôi, thì bị tai nạn này tai nạn kia, hoặc bị bệnh, bị điếc, vẫn đắc A lán như thường. Đó là cái đó là sau khi tục sinh ha. Cái chuyện nào tục sinh là người lạc vô nhân, là người nhị nhân đó. Thường người lạc vô nhân mới bị thật nguyện ha. Người lạc vô nhân thì vô phương ha, không có tu đắc được gì hết. Nhị nhân cũng đắc luôn, chỉ có người tam nhân mới đắc. Cho nên dù là người tam nhân nhưng mà sanh ra trong đời sống này, nếu mà bị gì đó vẫn bị như thường ha.
Rồi, đó là nói về người ha, liên quan tới sáu cái thọ đó: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Rồi, vì nắm hết chưa? Alo. Cô mấy ta nãy giờ nghe nắm hiểu hết rồi không mấy ta? Cô Diệp Quỳnh nắm không không? Cô Hồng Mai nắm được không? Cô Hồng Mai ơi! Vô rồi, lặng im ru rồi. Thiện Vũ lên cho bà con ôm luôn. Thiện Vũ đâu rồi? Giơ tay lên cái. Rồi bài nói 32 tầng quan thế nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư tuệ đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin nói lại 32 tâm quả. Hiệp thế gồm có 15 tâm quả vô nhân: nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện, tiếp thu thọ xả quả bất thiện, quan sát thọ xả quả bất thiện, và 8 tâm thiện quả quả thiện vô những vô nhân là nhãn thức thọ xả quả thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thiệt thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ lạc quả thiện, tiếp thu thọ xả quả thiện, quan sát thọ xả quả thiện, quan sát thọ hỷ quả thiện, và 8 tâm quả thiện hữu nhân là quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, quả thiện ly trinh thọ hỷ ly trí vô trợ, quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, quả thiện thọ xả ly trí vô trợ, quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. 5 tâm quả thiện: sắc giới là quả thiện thọ hỷ sơ thiền quả thiện thọ hỷ nhị thiền, quả thiện thọ hỷ tam thiền, quả thiện thọ lạc tứ thiền và quả thiện thọ xả ngũ thiền. 4 tâm quả thiện vô sắc giới là quả thiện thọ xả không vô biên xứ, quả thiện thọ xả thức vô biên xứ, quả thiện thọ xả vô sở hữu xứ và quả thiện thọ xả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ, con đã nói 32 tâm quả hiệp thế, con có sai con xin thầy sửa cho con ạ. Đây, xa đúng, xa đúng là chính xác ha. Rồi thưởng bông chứ quý vị, thưởng bông nha. Thiện Vũ giỏi quá, trình bày đầy đủ 32 trong quầy thế ha. Xa đúng. Rồi bây giờ chúng ta đi qua số 7 là mã thọ duyên ái, xúc duyên thọ. Giờ tới thọ duyên cho ái. Về đó là bất gia tần hà thọ duyên ái. Rồi xuống dòng ái hai chấm, ái hai chấm là tâm sở tham lô pháp.
tâm sở tham. Vì vậy ái đây mà lấy chi pháp là tâm sở tham hay là lô pháp sở tham. Rồi những từ tương đương, từ tương đương hai chấm. Từ tương đương hai chấm. Ái tanh hà. Ái tanh hà. Copy đi, nhặt lẻ đi ha. Copy lại, bỏ sợ. Rồi. Ái là tanh ha, dục tha má, ô nhiễm là ra gá. Là ba cái từ này là tương đương với lại lô pháp. Rồi xuống dòng thọ duyên ái hai chấm. Thọ duyên ái tức tâm sở thọ, tức tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế, trợ duyên ái sanh, tức tâm sở thọ đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế, trợ duyên cho ái sanh. Thì tới cái bài này nó cũng khó nè quý vị, để ý xíu nha. Là thọ dương ái, tức là ở đây mình lấy nãy tâm sở thọ nãy đó, sở thọ trong 32 tâm quả như thế mới học nãy ha. Thì tâm sở thọ nó sanh trong 32 tâm quả như thế đó, thì nó làm duyên, nó trợ cho cái ái phát sanh. Thì như vậy được gọi là thọ duyên cho ái. Được chưa? Nắm được chưa? Đơn giản ha, không có gì ha. Rồi xuống dòng 32 tâm quả như thế, tính theo duyên, hai chấm. 32 tâm quả hiệp thế tính theo duyên. Hai chấm. Rồi, giờ mình ghi ra 32 tâm quả hiệp thế nha. 15 tâm quả vô nhân cộng 8 tâm quả đó đại, tám tâm quả đại thiện, tám tâm đại quả đó, tám tâm đại quả cộng chín tâm quả đó đại, tám tâm quả vô nhân cộng tám tâm đại quả hữu nhân cộng chín tâm quả đó đại là 32 ha. Mười lăm tâm quả vô nhân cộng 8 tâm đại quả cộng 9 tâm quả đó đại là 32. Yeah. 15 tâm quả vô nhân cộng 8 tâm quả dục giới tình hào hữu nhân, 9 tâm quả đúng rồi. Bằng 32 đúng chưa? Rồi đúng ha, đó là mình ghi ra trước cái 15 10 10 32 tâm quả hữu nhân, tâm quả hiệp thế tính theo duyên ha, đủ rồi ha. Rồi xuống dòng 15 tâm quả vô nhân hai chấm. Mười lăm tâm quả vô nhân rồi trong 15 tâm quả vô nhân mình lấy cái ngũ song thức ra trước ha, ngũ song thức hai chấm.
Ngủ sao hết. Rồi xuống dòng. Tiền sanh duyên hai chấm. Tiền sanh duyên hai chấm. Học sơ sơ về cái này trước ha, thêm chút xíu mà sẽ tiền sanh duyên, tức là cái những cái ngũ sanh thức rồi đó, nó thuộc về tiền sanh duyên, tức là nó sanh trước. Hai chấm là do năm xứ duyên sanh năm thức, thuộc về tiền sanh duyên. Do năm xứ duyên sanh năm thức. Mở ngoặc, năm cảnh duyên năm xứ, đóng ngoặc. Do năm xứ duyên sanh năm thức, bảo ngoặc tam cảnh duyên năm thức. Thì giờ nói về tiền sanh duyên, tức là ngũ sanh thức rồi nè, lấy cái ngũ sanh thức ra nói về tiền sanh duyên của cái ngũ sanh thức rồi đó. Thì ngũ sanh thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là ngũ sanh thức, đúng chưa? Rồi nó là tiền sanh duyên, tức là sao? Tức là nó do năm xứ, tức là do nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ làm duyên thì nó mới sanh ra được năm cái thức. À, tức là năm cái xứ nó làm gì là làm cảnh duyên để nó sanh ra, làm duyên cho sanh ra năm thức. Rồi năm cảnh nó làm duyên sanh cho năm xứ. Vì nắm được cái này không? Giờ năm ngũ sanh thức nè thuộc về tiền sanh duyên, tức là bởi vì nó do có năm xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Rồi năm cái hệ là năm cái nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân làm duyên cho sanh ra năm thức. Đúng được chưa? Mà năm cái xứ này là do năm cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc làm duyên cho ra năm xứ. À, thì như vậy là nó thuộc về tiền sanh duyên. Là năm 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 thức này nó có những cái tiền sanh duyên là năm xứ hoặc là năm năm cảnh. Năm cảnh làm duyên năm xứ, năm xứ làm duyên năm thức thì được xếp vô là tiền sanh duyên. Nắm được không vậy? Học thầy vô thử chút xíu rồi hiểu không? À, giờ ghi ghi ha, giờ nói về tiền sanh duyên, nói về tiền sanh duyên ha, tức là bây giờ năm thức này á, nó do năm xứ làm duyên và nó sanh trước, năm xứ này có mặt trước, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, rồi năm cái thần kinh này nè. Đúng không? Năm hệ thần kinh thì sanh trước rồi mới thức mới sanh sau chứ. Không có thần kinh thì sao có thức được. À, năm xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ làm duyên cho sanh năm thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Đúng chưa? Thì ra à, làm duyên ra nhãn thức, nhĩ thức, thân thức. Rồi, đó là cái là năm cái thức này nó có năm xứ thuộc về tiền sanh duyên. Đúng không? Có mặt là do năm xứ làm tiền sanh duyên, sinh tiền sanh duyên, tiền duyên sanh trước, tức là cái sanh trước để mà làm duyên cho cái sanh sau. Thì năm thức này là do năm xứ làm duyên để sanh thì được xếp vô được gọi là tiền sanh duyên. Nắm được này chưa? Nắm được này chưa? Alo. Ví dụ giờ do có cái room này, cái room này có trước à, mình mới có mặt à, có room này tạo room trước rồi bắt đầu mới cô Dịch Quỳnh, có Hà, có Nguyên Như vô mới có mặt, thì cái room này có trước thì những người vô sao vô đó là sao, thì những người vô đây đó, thì cái tiền sinh viên của những người này có mặt đó là do cái room, cái room có trước mà. Giờ thì như vậy là năm thức có mặt, năm thức hiện khởi là do bởi năm xứ, do năm xứ sanh trước mới có năm thức được. Nắm được cái này chưa? Nắm được cái này chưa? Cho biết về. Alo.
Hiểu rồi. Gà trước hay trứng sau đấy? Con gà trứng nào trước hay sao đây? Bây giờ này giờ mình có cái thần kinh nhãn, do có thần kinh nhãn, có thần kinh nhĩ, có thần kinh tỷ, có thần kinh thiệt, có thần kinh thân, có năm hệ thần kinh đó, nó sanh rồi á thì lúc đó năm thức, đúng chưa, năm thức nó mới sanh. Thì như vậy năm xứ, năm năm xứ này nó là thuộc về tiền sanh duyên, làm tiền sanh duyên sanh ra năm thức. Được chưa? Rồi bây giờ năm xứ này đó nó có mặt là do năm cảnh làm duyên sanh năm xứ, do cảnh tác động vô cái hệ thần kinh, là cảnh tác động vô thần kinh làm duyên, rồi từ do năm cảnh làm duyên cho năm xứ này, tác động năm xứ này nó duyên ra năm thức. Năm cảnh làm duyên năm xứ rồi duyên ra năm thức. Thì như vậy là năm cảnh duyên năm xứ rồi năm xứ duyên năm thức. Được chưa? Đại khái đi ha, hiểu đại khái rồi. Rồi. Thôi đừng nói ba cái tùm lum tha, nói lát bậy bạ vô cái tục đế không à. Đâu có đúng được. Rồi, bây giờ tới nãy là tiền sanh duyên, rồi bây giờ tới đồng sanh duyên, hai chấm. Đồng sanh duyên. Đồng sanh duyên tâm sở thọ, thọ duyên ái à, thì đồng sanh duyên là tâm sở thọ, thọ tâm sanh duyên là tâm sở thọ đồng sanh trong năm thức à. Tâm sở thọ nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức thì có thọ đồng sanh và xả, hoặc là thọ khổ thọ lạc tùy theo đó. Tâm sinh duyên là tâm sở thọ. Rồi, đồng sinh duyên. Ghi là đồng sinh duyên, hay chấm là tâm sở thọ. Đồng sanh trong năm năm thức. Rồi, như vậy chúng ta thấy rằng đối với năm ngũ xung thức thì có thọ đồng sanh, thì được gọi là đồng sanh duyên. Cái này dễ hiểu không? Hiểu được chưa? Hiểu chưa? Alo. Rồi ha. Rồi, tiếp theo ha. Rồi hai tâm tiếp theo, hai tiếp theo. Hai chấm. Nãy mình cũng trong thức ra, bây giờ tới hai tập tiếp theo. Thuộc vô gián duyên từ thức, thuộc vô gián duyên từ thức. Hai tiếp theo thuộc vô gián duyên từ thức. Rồi, tức là thức sanh khởi rồi mới tới tiếp thâu, ví dụ như nhãn thức rồi sau đó là tiếp thâu, nhãn thức sanh khởi rồi mới tiếp thâu sanh khởi, thì như vậy là hai cái tâm tiếp thâu này nó
là sanh là từ do từ thức làm duyên phát sanh, mà duyên ở đây thuộc loại vô gián duyên, tức là không có một cái gì gián đoạn hết, liên tục hết. Là nhãn thức duyên tiếp thông liền, à, thuộc về là như vậy là vô gián duyên, là không có sự gián đoạn nào hết, thì được gọi là vô gián duyên từ thức. Được chưa, nắm được chưa? Cảm ơn quý vị ơi. Vô gián duyên tức là không có gián đoạn, là liên tục, là nhãn thức là tiếp thâu là liên tục liền, là vô gián duyên. À, dễ không? Rồi xuống dòng ba quan sát, hay tiếp thâu không? Giờ tới ba quan sát. Vô gián duyên từ tiếp thâu, vô gián duyên từ tiếp thâu. Ba quan sát vô gián duyên từ tiếp thâu, à, tức là tâm tiếp thâu sanh lên rồi diệt xuống, rồi tâm quan sát sanh lên. Thì như vậy ba quan sát này là được xếp vô cái là vô gián duyên từ cái tâm tiếp thâu sanh khởi, tiếp thâu sau tới quan sát là liên tục, là ba quan sát là vô gián duyên. Nắm được không quý vị? Rối quá này. Đúng rồi, tính theo là tâm duyên, tính theo là tâm rồi ha, nắm được ha. Rồi xuống dòng đánh cái mông đầu dòng này, nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả tục sinh, nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả tục sinh, bằng nếu lấy hai tâm quan sát là tâm quả tục sinh thì bằng nghiệp duyên, nghiệp duyên mở ngoặc vị thời nghiệp duyên, mở ngoặc lại nghiệp duyên vị thời nghiệp duyên. Rồi bây giờ ý nghĩa cái chỗ này là nó nói nếu mà mình lấy hai tâm quan sát mà tính theo cái nó là tâm quả tục sinh á, thì tâm quan sát là tục sinh, mà làm gì tục sinh phải không? Thì nếu hai tâm quan sát này mình lấy được gọi là tâm quả tục sinh á, thì nó là do nghiệp, nghiệp trong quá khứ là cho cái quả tục sinh, thì như vậy được gọi là nghiệp duyên hay là dị thời nghiệp duyên, tức là khác thời mà cho quả, cho ra cái quả này, thì như vậy được gọi là nghiệp duyên hay là dị thời nghiệp duyên. Tức là hai tâm quan sát là tâm quả thực sinh, thì được gọi là do nghiệp duyên, do nghiệp làm duyên. Được chưa? Nói được chưa? Hello. Rồi, à, được ha. Rồi, vậy là mình đã xong 15 tâm quả vô nhân ha. Rồi tám tâm quả đại thiện dục giới, tám tâm quả dục giới thủ nhân, hai chấm và thuộc về nghiệp duyên luôn. Tám tâm quả dục giới nghiệp duyên, à, do nghiệp quá khứ cho quả nữa ha. Rồi tám tâm quả dục giới là nghiệp duyên. Rồi, tức là tám tâm quả thuộc về dục giới đó, thì đó là kết quả thành tựu do nghiệp của quá khứ nó cho, thì được gọi là nghiệp duyên. Tám tâm quả này do nghiệp làm duyên. Rồi chín tâm quả đó đại cũng do nghiệp duyên luôn, chín quả đó đại cũng do nghiệp duyên luôn. Rồi, như vậy là
chúng ta có được những cái loại tâm quả mà tính theo duyên ha, tính theo duyên, tức là ngũ song thức à, thì à, như nãy mình thấy là do năm xứ làm duyên sanh năm thức, là thuộc về tiền sanh duyên. Còn là đồng sanh duyên thì ngũ song thức thì có tâm sở thọ là đồng sanh duyên, đồng sanh với lại ngũ song thức, là thức có mặt thì thọ có mặt, có thọ đồng sanh trong đó. Rồi hai tiếp thâu thì là vô gián duyên, từ thức là ví dụ nhãn sanh thì tiếp thâu sanh à, tính theo lộ tâm thì nó thuộc về vô gián duyên. Rồi quan sát, ba cái quan sát cũng là vô gián duyên, từ tiếp thâu tức là tiếp thâu sanh lên rồi tới quan sát sanh là liên tục không ngừng nghỉ, tức là không có gì mà cản trở gián đoạn, thì như vậy gọi là vô gián duyên từ tiếp thâu, tức là ba quan sát vô gián duyên từ tiếp thâu. Rồi giờ nếu mà lấy hai tâm quan sát làm tâm quả tục sinh, thuộc về tâm tục sinh đó, tâm là tâm quả tục sinh đó, thì được gọi là nghiệp duyên, bởi vì do nghiệp của thời quá khứ là vị thời nghiệp duyên đó, mà cho ra hai tâm quả tục sinh này thì được xem là nghiệp duyên. Rồi tám tâm quả đáo đại cũng vậy, cũng là nghiệp duyên, cũng do nghiệp quá khứ làm duyên cho sanh, cho tâm quả phát sanh ha. Rồi tám tâm quả dục giới nha lão, sorry, tám tâm quả dục giới hữu nhân. Rồi chín tâm quả đáo đại cũng vậy luôn, cũng do nghiệp duyên luôn, là do nghiệp quá khứ làm duyên cho những cái tâm quả này. Chưa? Nói lại nữa, cho này học tới đây thôi, hôm nay học tới đây là ngừng. Giờ nó 15 tâm quả vô nhân ha, mình lấy ngũ song thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, năm cái thức này à, làm nó có mặt là do duyên từ năm xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, thì được gọi là tiền sanh duyên. À, năm cái thức có mặt do năm xứ làm duyên, thì năm xứ này thuộc về tiền sanh duyên, tức là nó có trước, nó sanh có mặt do năm xứ làm duyên, thì năm xứ này thuộc về tiền sanh duyên, tức là nó có trước, nó sanh ra năm thức sau, gọi là tiền sanh duyên. Bởi vì nhãn dĩ tỷ thiệt thân là năm năm xứ đó, nhãn xứ dĩ xứ là nhãn dĩ tỷ thiệt thân được sanh ra do nghiệp tạo, do lúc mà tục sinh thức sanh ra những cái xứ này, nhãn dĩ tỷ thiệt thân. À, thì nó làm duyên cho năm thức này à, thì như vậy là thuộc về tiền sanh duyên, được chưa? Rồi về đồng sanh duyên thì nó có tâm sở thọ, tức là thọ đồng sanh trong ngũ song thức à, nhãn thức thì có thọ xả, nhĩ tỷ thiệt thọ xả, thân thọ khổ hoặc là thân thọ lạc. Đó, tức là đồng sanh duyên, đồng sanh cùng với đồng sanh duyên. Rồi hai tiếp thâu là sanh sau cái thức, sau ngũ song thức, thì như vậy hai tiếp thâu này là do vô gián duyên, tức là từ thức phát sanh, thức là duyên cho tiếp thâu, thì như vậy là được về vô gián duyên. Rồi ba quan sát, rồi vô gián duyên luôn mà từ tiếp thâu, tiếp thâu rồi quan sát à, thì tiếp thâu quan sát thì được về vô gián duyên à, rồi nếu mà lấy hai tâm quả được sinh á, hai tâm quan sát là tâm quả được sinh á, thì thuộc về nghiệp duyên, thì do nghiệp quá khứ làm duyên cho sanh ra tâm quả được sinh à, rồi tám tâm quả dục giới hữu nhân cũng là nghiệp duyên do nghiệp quá khứ tạo, chín quả đã đại cũng là nghiệp duyên à, thì như vậy là chúng ta có những cái tiền sanh duyên, đồng sanh duyên, vô gián duyên hay là nghiệp duyên, nó là duyên như vậy à, trong cái 32 tâm quả như thế là duyên cho vấn đề phát sanh như vậy ha. Rồi được chưa? Lắm. Rồi ha, ok. Rồi giờ tới thọ duyên ái nè. À, mình mới nói duyên theo kiểu 24 duyên ha, bây giờ mới thọ duyên ái. Vì chút xíu đi rồi còn mấy phút nữa học thêm chút nữa. Thọ duyên ái. Thọ duyên ái. Thọ.
có ba, mình lấy ba thôi, lấy ba cho gọn, thọ có ba, khổ lạc xả. Rồi khổ duyên ái hai chấm, khổ duyên ái hai chấm. Do khao khát được thoát khổ, thoát nghèo, thoát bệnh chấm chấm chấm. À, tức là khổ làm duyên trái, tức là bởi vì mình khổ do cái sự mà cái khổ này mình khao khát, mình mong muốn mình thoát ra được đó, à, thì như vậy khổ làm duyên cho ái. Như vậy khi chúng ta bị bệnh mình mong muốn mình ước muốn mình được mạnh lại, mình khỏe lại, thì đó là khổ duyên ái, hay là muốn thoát ra được những cái sự đau khổ là khổ làm duyên cho ái. Rồi xin nhờ lạc duyên ái, lạc duyên ái thì dễ đâu, lạc duyên ái thì sung sướng là duyên ái thì dễ hiểu, lạc duyên ái, xả duyên ái cũng vậy luôn, xả duyên ái là quân bình, cái tâm bình thản, tâm an lạc, cái này là duyên ái, là cái tâm mà không có phiền não, yên cảm giác mà quân bình như vậy đó. Duyên ái thì cũng dễ hiểu, rồi lạc duyên ái, xả duyên ái vậy, chỉ có khổ duyên ái thì nó hơi yếu xíu phải không. Rồi ái chính là tâm sở tham, ái chính là tâm sở tham. Rồi. Rồi ái này chính là tâm sở tham, mình học trong phần tâm sở nó có tham tâm sở ha, tham tài kiến ngã mạng đó. Thì ái chính là tâm sở tham. Rồi ái liên hệ với cảnh có sáu hai chấm, ái liên hệ với cảnh có sáu hai chấm. Rồi bắt bỏ xuống cho nó thứ tự, ái liên hệ với cảnh thì cho chúng ta biết có sáu: sắc ái, rù bát tần hà, hình ái, sắc bát tần hà, khí ái, gần thất tần hà, vị ái, rất sắc tần hà, xúc ái, phất thấp bát tần hà, pháp ái, thầm bát tần hà. Rồi, như vậy ái liên hệ với cảnh là chúng ta có được sáu: sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, ái. À, sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc pháp ái.
À, chắc kịp chứ. Alo. Con nào có đây Thảo Huy nha, được không? Còn mấy phút thôi ngưng nha, làm gì quá rối rối nùi lên ở đây từ sau tiếp ở đây đủ rồi à, ngưng nhiều quá mệt rồi. Như vậy do phước báo hôm nay chúng ta nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sống có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điệu nhau cả thể. Nam mô A Di Đà, nam mô Tam Bảo, nam mô Phật. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đồng râm thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy về học ngày hôm nay để cho đạo tràng học hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy kinh. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Nếu đại đức Pháp Trang có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da phang sum va ruttamang buot thể yo khali tao đô sơ buot thơ tham tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm an ghê na quanh đê hăng thầm anh cho Đức Vi Thần và rằng thầm mê vô ca li tô đô sơ thầm mơ thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đưa vị tho tâm ăn sang khê vô kha li tô đỡ sơ sang khô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. À, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, thành kính đảnh lễ đại đức tuệ đức. Xin hân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện cho tôn đức tăng để phúc đức đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dân đơn niệm tăng và mang cả lan cha do cha mana po sakuna sa sa do pa pang ra ho do sa pe nang a can tang po tha nu pha we na tham mam nô pha vê na sang ka nô pha vê na vê na sa men to do ka pa ta chen net do ka pha ya pa ta chen net pha ya so ka pa tam chen ne ka hoan do sa pe pe pa ni no he ta va ta cha am he he sam pa tam po nya sam pa dang sa pe de wan nô mo dan do sa pa sam pa te se te ya da nang da dan do sa ta ja se lang ra kan do sa pa da pa va na pi ra tam
Antarachanda devatarata sape pota balapacha pacheka nanca jampalang arahanta nang Chateche narakan panta me sapa so nguyện cầu vi đức Phật bảo nguyện cầu vi đức Pháp bảo nguyện cầu vi đức Tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất thường những mộng mị sâu xa những nghịch duyên trở ngại thấy điều mau tan biến nguyện muôn